Vâng, ở bên khu bán cây bên ngoài triển lãm, tôi sẽ quay cho chúng ta xem một số những cái cụm tiểu cảnh đồi tùng trên cây gỗ. Nhìn khá độc đáo. Không thấy chủ hàng, chủ gian hàng. Cái bộ tiểu cảnh này đẹp quá. Tổng quan về cái bộ tiểu cảnh đồi tùng như thác nước chảy tự nhiên ở trên một cây gỗ nhé. Anh chủ cửa hàng à? Anh chủ gian hàng đây à? Cho em hỏi giá tí cho khán giả xem tí. Báo giá anh em đến. Cái bộ to này 700 á? Gỗ gì đấy? Sao anh? Sao vàng. Sao vàng. Ừ, sao đen nó màu đen cơ đúng không? Kia là sao xanh. À, cái bộ to bên kia là sao xanh nhá. Còn cái nhỏ này bao tiền anh ơi? Cái này. 40 anh. 40 triệu. Đẹp nha. Nước chảy. Vài trăm triệu. Tôi sẽ quay đến gần cho chúng ta xem nhé. Một cây gỗ sao, gọi là sao vàng. Cây lũa, hốc nước chảy, lóc vách. Con cây tùng La Hán được trồng ghép vào đây thành tiểu cảnh. Cây gỗ nhìn rất kỳ quái, độc lạ, được tạo vào đây thành cái hang động nước chảy. Ê, gỗ lù biếu này.
không biết bao nhiêu năm tuổi cái cây này, bây giờ nó đã lũa như này rồi. Độc đáo. Chúng ta xem kỹ một lần nữa từ vế đối diện nhé. Thác nước chảy. Chào các anh nhé. Hà Phong. Vâng, chào bác. Cái cây là khủ khoảng kia. Trông khủ khoảng. Gớm thật. Chào bác nhé. Ở đây từ hôm nay đã về với vợ qua chưa? Em vừa xuống ấy, nhà gần đây mà. Dạ. Đây là ông chủ hàng ngồi đây hỏi báo giá cái thế nào. Đây này, cái cây gỗ mấy tỷ, bao nhiêu tiền? Thì bán ra nhà không biết bao nhiêu tiền. Đúng là nhìn nhìn tiểu cảnh gỗ sao nhiều rồi, nhưng cái cây này đúng quả thực là độc đáo, độc lạ. Ở Đông Nam ấy. Vâng. Gỗ sao màu vàng. Sao vàng. Có loại sao xanh, cây này thì vừa nãy ông chủ ông bảo là sao xanh này. Còn có loại sao đen khác, à sao xanh bên kia. Cái cầu bên kia là sao xanh. Gỗ sao thì nó bền vô địch luôn. Như thép. Cái này còn ôm hòn đá nữa đây. Biết nó ôm hòn đá nhưng nó giấu cái vòi ở chỗ nào ấy. Đây là đá cài rồi. Đây. Luôn. Luôn cái vòi này chỗ này. Quá. Nó nhìn thấy chỗ nào không ạ? Thế mới khéo nhỉ. Đây, còn cái rõ ràng cái đầu vòi muốn rồi. Kiếm được tiền của các ông nó phải phải thế nào ấy. Thế mới giỏi. Đây, nó chạy xuống nhé. Để chắc là mình xuyên quả đây. Vâng. Đây, nghệ thuật. Gỗ này bền lắm. Chắc cứng như thép. Anh như chen chen vừa vừa thế anh đảm ạ. Vì nó kê vô khi nó gập kênh, nó trượt chạy cục gạch, nó đổ cái là... Vâng, đẹp quá. Các bác đi xem nhá. Anh Nguyên quay tí. Đây vào xem chủ cây đang tạo tác nhá. Chủ cần thăng đẹp quá. Chào các anh nhá. Đang tạo tác cho một tác phẩm Tùng Đen Quyết Chuột. Nghệ nhân áo vàng. Chủ gian hàng. Ngọc Tê cũng phải chủ ấy nhỉ. Các bác khiêm tốn. Thuê nghệ nhân ở trong đâu vậy? Anh ở đâu vậy? Chẳng biết em ở đâu nữa. Nhân này chưa là đây Tùng Đen Quyết Chuột này thì có Quảng Ninh mới có. Vâng. Gọi là Tùng Đen á. Cái Tùng Đen ấy, cái Quyết Chuột đấy. Vâng. Tên địa phương là cây Quyết Chuột. Thì có vùng Quảng Ninh, Vân Đồn, Cô Tô. Vâng. À, thì mang vào đây chắc hàng lạ, chắc chưa nghe bao giờ đúng không? Em chưa nghe bao giờ. Đấy. Để biển đi. Trước thì có nhìn thấy rồi nhưng không biết nó là cây gì thôi. Độc đáo nhỉ. Tiểu cảnh. Cây này là nó chịu được râm mát, chịu được trong nhà. Vâng. Không cần nhiều ánh sáng đúng không? Không cần nhiều. Và
Vâng, chào các bác nhé, em đi tí. Tùng đen cướp chuột. Không biết mình ghi quan sai Đông Bắc. Đông Bắc phong thủy để bàn chơi được trong nhà. Đấy, chính là cái cây này đấy. Chính cây bên cạnh. Đây này. Đó, trên bàn này. Đẹp bồng bềnh tự nhiên. Chào các bác nhé. Vâng. Anh bán hàng đây à? Vâng. Cây xanh đấy bán bao tiền anh? Cây nào? Cây đấy. Cây 26 triệu. 26 triệu. Lùn lực tay đòn gớm nhỉ. Dòng da vàng ấy. 26 triệu. Nằm trên chiếc chậu tàu nhé. Được đấy. Cục này bán nào anh? 32 triệu. Lùn lực, lùn tiên luôn. Đây, hỏi giá xanh cho anh em xem một chút này, mấy anh em bình luận. Mấy anh em bình luận thì bảo là hỏi giá cây xanh cây si cho anh em cùng xem. Ở gian hàng này bác ấy có rất nhiều. Cục si này bán nào anh? 18 triệu. Anh em nào mà ưng cây nào đến khu vế trái của triển lãm Bắc Ninh nhé, ngoài khu thương mại, gian hàng này ở vị trí đó, ta đến chúng ta xem giao dịch. Đây, cho anh em xem mặt sau của cây này. Cây này bán sao anh ơi? 22 triệu. Còn đấy 25 triệu. Còn những cốt xanh đang làm nhá. Lượng cốt đẹp về làm tiếp. 25 triệu. Cây này khá già đấy. Vàng. Vâng, đây, rất nhiều xanh si. Đây, em sang bên này, bác sang đây cho em hỏi giá tí. Cho anh em xem tí này. Đây. Bán rồi anh. Đẹp thế nhỉ. Con này anh vừa bán bao tiền? Hơn 20. Cái chậu này anh mua trước mua bao tiền? 250. Mua được ở đâu mà rẻ đấy? Mà bán đấy mà. Em muốn mua một hai cái thế cho mấy cây ở nhà. Đây xong cái đông hàng chậu này. Đây hàng chậu đúc. Biên. Biên Hải Dương đấy hả? Biên này chậu nổi tiếng rồi. Anh Biên có đêm nhỉ anh? Đấy, đang cắt cây rồi. Anh Biên ơi, báo giá chậu tí nhỉ? Bác báo giá chậu tí. Báo giá chậu tí nào, cho anh em đến cái. Bác ấy nổi tiếng về chậu Hải Dương thì nghe tên lâu nay mới gặp mặt đây. Anh ơi, cái chậu bể này anh bán bao tiền cái? Anh bán 500. 500 à?
chậu chậu đúc khuôn nhá. Chậu đúc khuôn của anh Biên nhiều khuôn mẫu rất đẹp. Đấy. Rất đa dạng. Chậu Khánh này thì bán nào anh? Đây, 500. Cũng 500 đồng giá. Phải nói là bác thử những cái bộ khuôn á à đấy. Đưa lên dạng đó này, phóng viên nó bán mạnh quá, không đọc kịp nó chửi thôi. Chửi gì, anh nhà người làm đây sợ gì? Không làm kịp. Vâng, cái bẻ này bán nào anh? Cái này anh bán hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu. Còn cái bên này? Cái bên này khoảng hơn 1 triệu. Cũng hơn 1 triệu rồi. Triệu mấy anh? Tôi cứ nói chung chung thế. Vâng, để anh bán hàng cho nó dễ hả? Đây nha, nha. Giới thiệu khán giả nha, đây là anh Biên ở Hải Dương, chuyên nghề chậu. Đấy, bác có rất nhiều cái món hay. Chậu của bác thì rất đẹp. Cũng khắp nơi trong vùng phía Bắc này đến lấy chậu của anh ấy. Anh cho xin cái số điện thoại của anh. Số mình là 0976. 0976. 542. 542. 469. 469. Bác nào có liên hệ chậu thì cứ liên hệ anh Biên theo số vừa đọc nhá. Vâng. Cảm ơn chú. Vâng vâng. Xem cây của bác đi. Vâng. Để anh em biết số điện thoại còn liên lạc muốn vâng. Mua muốn tìm. Các chú cũng phải làm phóng sự tí nữa. Vâng. Nó vui anh ạ. Đăng ký kênh đấy thì nhiều người xem thì có chú lại. Đấy. Không ăn thua anh ạ. Còn lương. Lương tháng được 2 triệu. À. 2 triệu. Mình đi chơi còn được 2 triệu người ta đi chơi không đồng nào. Anh bảo cả một tháng trời về làm biên tập cẩn thận kỹ lưỡng làm vất vả được 2 triệu bạc anh bảo làm. Bọn em không yêu nghề bỏ lâu. Vậy thì mình yêu nghề. Bao nhiêu kênh nó bỏ. Đúng rồi. Bởi vì người ta đi làm một tháng 8, 9, 10 triệu đây làm tháng có 2 triệu. Rẻ quá. Quá rẻ. Thế nay mai tôi sẽ kiến nghị nên để sẽ tăng từ khoa tới thì sẽ tăng cho chú 5, 2 triệu. Vâng. Tăng như thế rẻ quá. 1.000 lượt quảng cáo xuất hiện được 1 đô la. 1 đấy. Đô la là 23.000. Đấy. Cứ thế tính ra thôi. Rẻ quá thì giờ ăn uống chi phí các thứ vật vâng. Chất trên cuộc sống này nó cao. Nhiều ông trên mạng giật tít kiếm tiền thế nọ kia. Tháng 4 5 triệu 2 3 triệu này không đủ nuôi vợ con thì chết. Vâng, nuôi mình nuôi xe chả nổi, nuôi xe đổ xăng chả đủ. Vâng, cảm ơn anh nhá. Rồi rồi. Xin chào khán giả nhá. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.